Bố mẹ đi đâu? Hôm đấy là chú Tùng vào đấy ngủ à? Hôm đấy chú Tùng vào đấy ngủ không? Chú Tùng có ngủ không? Có. Ngủ ve mà. Ờ. Nhưng mà có làm gì không? Không. Có rông pì không? Ủa, đã kêu trong phòng em, trong giường của em rồi. Chú cái đấy là sạc cái sạc dự phòng chứ? Sạc dự phòng chú sạc có dự phòng, mà. Sạc dự phòng của anh, của chú này. Xong là không có, nhưng mà cái đấy... Chú vào phòng chị kéo làm gì? Thì là mình đi kéo cái dây điện. Đi kéo cái dây điện thấy cái tỏ đi sao cái đấy thì... Không, bây giờ anh bảo này. Sao lúc đấy chú lại không ở đấy nói chuyện xong mới về rồi. Vậy anh ấy chạy vậy. Xin chào tất cả các bác nhé. Chào mừng các bác tiếp tục quay trở lại với video tiếp theo trên kênh Hoàng Vùng Cao. Ngày hôm nay á là cháu đang có bạn ở trên bản của anh Tùng, chú của cô các bác. Vào ngày hôm qua thì cháu thấy một đoạn video mà em Giao có chia sẻ trên cộng đồng một số những cái việc, ý là đính chính lại gia đình có ghét anh Tùng hay không hay là như thế nào đó. Cái đó thì cháu không có tức là cháu không có nói là ai sai ai đúng. Hiện tại bây giờ là cháu cũng muốn là lên ở trên nhà anh Tùng để tìm hiểu sự thật cái việc này, xem là đúng hay sai. Cháu dùng cái tiêu đề đó là cái việc gọi là làm nhục, nhưng mà thực tế là nó sẽ không đúng cho lắm các bác nha. Ý là làm nhục á, thì dùng một cái từ nào đó gọi là người ta không có thích mình ép buộc á, thì nó mới gọi là cái điều làm nhục. Nhưng mà cháu nghĩ là cái trường hợp nếu mà đúng như sự thật á, thì vẫn có thể là cái trường hợp là ca, em ca là phải đồng ý, chứ không là bình thường như thế là anh Tùng sẽ không làm gì được nha các bác nha. Nhưng mà so với đạo lý làm người á, thì nếu như mà được thực sự như vậy thì anh Tùng sẽ là người thực sự đã sai hoàn toàn, và cháu cũng sẽ không có tài trợ và không có giúp đỡ anh Tùng tiếp theo nữa. Nên là cháu sẽ cùng với các bác đi vào và mình hỏi anh Tùng và tìm hiểu sâu hơn cái sự thật này, cũng như là trước là cái việc giúp đỡ của mình á sẽ không mình sẽ giúp đỡ đúng chỗ, đúng người, đúng hoàn cảnh các bạn nha. Bây giờ thì mình sẽ đi vào ở trong nhà anh Tùng, là còn khoảng là gần một cây số nữa. Ở đây hiện tại bây giờ là mọi người cũng ở trên này rất là thiếu nước rồi, đá là đang là ở cái tháng mùa khô. Nên là cái trường hợp ở trên này á, nói thật ra là làm nhà thì chỉ có làm nhà gỗ thôi. Nếu mà làm nhà xây thì rất là khó khăn đâu các bác ạ. Không phải là đơn giản để mình làm nhà xây đâu. Với lại cái quãng đường di chuyển vào bên trong này rất là xa. Đi đâu đấy? Đang chuẩn bị đi đâu? Đang chuẩn bị đi đâu? Đi ra chợ à? Đi xem con á? Hôm qua nó đi học. Ui, đi vào nhà một tí đi. Đi vào nhà, em ở đấy chờ anh tí nhá. Xin chào tạm biệt. Ở đây ngoài này gió to quá. Gió to lắm. Gió này. Ủa, sao mà gió to ấy nhỉ? Dương khi mà đến trên này tự dưng gió ấm ấm luôn, không hiểu tại sao luôn này các bạn ạ. Gió to khủng khiếp luôn. Sao con gà đi chơi vào nhà đấy? Đang khóa mà. Ôi ôi, to thế. Chứ hết con gà, còn con này. Con này à? Đồ to quá các bạn, ở bên ngoài mình không cảm giác to quá nên là cảm giác lạnh. Đi ra chợ là xem các con hay làm gì? Xem các con á? Đi chơi á? Đi chơi chợ á? Đây có hai con gì đây các bạn ạ?
Hôm nay em từ dưới kia lên à? À từ sáng lên hay là lên mày lên? Họ lên à? À. Nó to quá, đuổi con gà này ra ngoài. Hôm nay con gà con này chạy tù lum hết trong nhà rồi. Bên trong này hết sạch nước thì sao? Để xem. Ui dồi, cái nước gì mà nhìn bẩn thế? Cái nước này là nước mục ở ao ấy. Rất là đục luôn á. Cái nước trong này là múc ở ao à? À. Hả? Múc ở ao kia về ăn á? Ui, cái ao bên kia múc về nấu ăn. Ui ôi, sao mà gió ẩm đấy nhỉ? Không hiểu sao luôn nhá, ở dưới đoạn dưới kia không có gió. Trong này ngồi trong này đi. It's in there, yeah. Này đi. Để em nói chuyện một tí. Yeah. Ui dồi, sao mà gió to thế? Gió to lắm, mình nhìn lên thì không ngủ được đây nhá. À. Đêm cũng như này luôn á? Đêm cũng như này. Ừ. Thì sáng sớm thì nó không gió mấy, nhưng mà bây giờ thì nó là gió tết. À, à, anh Tùng ạ, hôm nay là em lên em có một cái việc muốn hỏi anh, là anh trả lời thật cho em nhé. Vâng. Ừ. À, em ơi, em tắt điện thoại của anh một tí. À, mở bên nhỏ nhỏ. Tức là à, hôm qua là em xem được một đoạn là em giao nói rằng là à, anh... À, đi ngủ với ca. Không, không đi không. Ngủ với ca. Và à, ý là em ấy nói là anh làm nhục ca, sau đó là cho tiền ca là không, không bây giờ nhá. Vâng. Em hỏi anh nhá. Vâng. Anh nói thật cho em biết. Vâng. Là có thì mình nói có, không là mình nói không. Là em là em là người đại diện Mạnh Thường Quân để giúp đỡ mọi người thôi, chứ em không có muốn là à, làm cái gì đó đánh dấu ai, đánh giá ai đúng ai sai cả. Nhưng nếu như là anh không được thì em sẽ giúp được anh. Vâng. Nếu như mà anh mà được á thì em sẽ cũng chả giúp đỡ được cái gì cho anh nữa. Vâng. Bởi vì anh hiểu không? Là tức là cái gì thì không nói, ý là trên phương diện là đạo lý làm người á. Vâng. Là mình sai. Đấy. Nên là như thế này, là hôm 28 Tết là anh có ở dưới nhà, nhà cô, ở nhà ca, nhà Giao. Không, hôm đấy là hai, không phải 28 nữa chứ. Giao bảo 28 âm mà. Không, không phải 28 âm nữa. 20... Không, 28 anh có được ở dưới đấy không? Đúng rồi, 28 ở đấy rồi. Ừ, và 28 dưới đấy đúng không? Vâng, đúng rồi, 28 ở đấy. Ok. Tức là hôm đấy anh ở dưới đấy á, không biết là anh xem được Giao nói hay không, chắc là anh chưa xem đúng không? Yeah, Giao thì vào đây này, đây này, nhưng mà nó dọn cái giường ngủ, nó ở đây, nó dọn cái tổ nó ở đây, nhưng mà ca ở bên này, ca ở bên này mình chỉ sợ sợ rồi, thằng này mang cái tổ về sợ mình biết đây này, đây này, cái ca ở đây, ca ở bên cạnh này. Thì nó bắt buộc bảo là mình ít nó ít ca, xong là bên này cái tổ nó đây này, xong là ca ở đây, ca đã đi ra đi rồi, xong là tôi về qua bên này. Thế là nhưng mà ý là mình không nhìn thấy cái gì, mình sờ đấy. Sờ cái tủ đúng không? Sờ cái tủ đấy. À, tức là cái giường ngủ đấy. Của ca là gần cái tủ, mình đấy. Xem là sờ xem cái tủ này đấy. Có đẹp hay không đúng không? Đấy. À, nhưng mà là... Bảo là xong là mình quay về sang bên này thì nó bảo là đúng rồi. Mình đi ông ca, mình đi hết ca. À, thế. Nhưng mà đã được ngủ chưa? Không, không phải ngủ. Nhưng mà chưa được ngủ cái gì đâu đúng không? Chưa được ngủ cái gì. Bây giờ em nói, nhé. Vâng. Em nói cho anh biết này. Họ nói rằng là anh ngủ với ca. Bây giờ thì
họ còn nói là có khi muốn báo công an nhé. Nên là cái việc này á, là nếu mà em biết thừa là mắt của anh á là không nhìn thấy, anh giả sử như muốn xem cái tủ cái thứ là anh cứ sờ sờ đi, nhiều khi anh sờ trúng người như thế này á, đúng anh rồi. Có chả biết là ai mà, đúng không? Giả sử như em đứng ở đây em không nói chuyện gì như này, anh cứ sờ như này, sờ trúng người, cái đấy là cái chuyện bình thường. Nhưng mà nhưng mà nghe bảo là anh nằm ngủ ôm với ca là không biết có đúng không? Không ngủ đâu, đang gì một đường ngủ thế. Nhưng mà đi cái giường ngủ của thằng Giao thì ở đây, nhưng mà nó chút thì nó làm cái giường ngủ đây này. Mình ngủ đi này, nhưng mà bây giờ nó dọn cái giường ngủ của nó ngủ đây này, nhưng mà mình ngủ thì mình sờ đây này, nhưng mà cái điện thoại của mình hết pin rồi, nhưng mà mình sờ đây này xong là mình này, rồi nó còn thấy nó cái tổ ở đây, nhưng mà mình rồi cái tổ của nó mang vào đây. Thế sao lại có chuyện bảo là hình như là cho anh cho tiền ca là sao? Không, cái đấy thì nó đây này, mình bảo nhá. Nó đã bảo được cơ đấy rồi, nhưng mà nó bảo được ca thì nó đi hỏi ca thế này nhá, nó được thế này nhá, nó đi giày cho ca bảo thế nhá, nó giày như nó mẹ của nó đi ngoài thì kẻ nó đi ngoài đi đã đủ rồi nhá, bảo là đủ đã đi đã đi ngủ với mày rồi nhá, bảo thế nhá, nó phải xía giày như thế cho ca đấy. Mình nghĩ rồi không được, nghĩa là dạy cho ca là nói xấu anh. Đúng rồi. Ý là dạy cho ca là nói xấu anh. Bây giờ em bảo nhá, nói xấu là anh em mình, nói xấu nhau thì còn được, chứ còn họ đã đưa là nói xấu anh trên cả cộng đồng mạng. Anh hiểu không? Đúng rồi. Họ nói xấu anh cả cộng đồng mạng thì anh sẽ xử lý như thế nào nếu mà anh không được thật? Thì bây giờ nếu mà thực sự anh mà không được thật ấy thì mình xuống mình đối chất. Thực tế thì thực ra anh em với nhau thì em không muốn là làm căng một cái vấn đề gì. Nếu mà anh không được thật á, đối chất thật á, thì vào pháp luật thì họ sai rồi. Họ chắc chắn là sẽ bị trừng trị theo quy định của pháp luật là vu khống người khác vào tội vu khống. Hiểu không? Là họ chắc chắn là nếu mà không được thật nhé. Tức là ca thì cái trường hợp của ca là ai nói gì là ca sẽ nói theo. Bây giờ có thể là trường hợp mình xuống mình hỏi thật ca là bây giờ ca nói thật cho anh biết là chú Tùng thực sự đã ép em và ngủ với em được không? Mà ca nói là không được. Ca lại nói là không được thì mình đã biết rồi. Hiểu không? Không phải cười mà cái này là... Cái đấy thì mình có chịu thôi nhưng mà... Thực sự nhá, không phải cười. Em nói thật nhá. Nếu như mà anh mà thực sự được làm những cái việc đó thì em sẽ không có giúp anh làm nhà hay là không giúp anh bất kỳ cái gì nữa. Vâng. Đấy. Thì em thấy anh cũng rất là bình tĩnh. Vâng. Nếu mà anh mà được thì em nghĩ là anh không bình tĩnh như này đâu. Vâng. Em thấy anh rất là bình tĩnh. Nếu mà em nói như cái này á, nếu mà giả sử như anh mà được á thì chắc chắn là anh sẽ không bình tĩnh. Vâng. Đến nỗi như này. Và em cũng biết thừa là Giao á, đứng đằng sau Giao là có người dàn dựng cảnh. Giao một mình Giao sẽ không thể nói chuyện rồi là viết ra những cái tiêu đề các thứ, bởi vì ngày trước em giúp Giao làm video là em biết thừa rồi. Đấy. Nên là bây giờ là em hỏi lại lần cuối là anh thực sự là có được hay không? Không. Không đúng không? Không đúng. Ừ. Không được. Không được đúng không? Bây giờ là anh có sẵn sàng đi đối chất không? Sẵn sàng rồi. Đối chất? Chất luôn. Bây giờ là đối chất này. Anh, tức là em đang phân vân là nếu như mình nhờ bên xá về giải quyết ấy, thì chắc chắn là họ sẽ... Họ nếu mà không đúng á thì họ phải... Chắc chắn là vi phạm pháp luật rồi. Cái điều chắc chắn. Nhưng mà em không ngờ tới họ lại... Nếu mà thực sự mà không được á, họ lại dàn dựng ra những cái điều mà nói anh như vậy. Thì anh thấy là anh em mình thấy là họ có tốt với mình không? Của Giao nói. Của ca nói. Giao nói. Không biết được nó có tốt hay không. Ý là ở trong trong đấy là em xem. Ý của nó thì là nó kiểu thế này. Nhưng mà anh đã được nghe video đấy được chưa? Không. Nghe về Giao nói anh chưa? Không nghe được nói. Đó mà em không thích lên đâu anh. Không, nhưng mà ý không phải. Ý là em có biết hay không thôi. Ừ.
Đến này em không trả lời được. Ừ, nhưng mà em không biết đúng không? Hôm đấy còn chưa lên danh huyện giao kêu xuống nhưng mà... Em cũng không biết sự thật là như nào đúng không? À. Vậy, em phim trên huyện từ 60. Ừ. Thì tại vì nhá, anh chỉ giúp đỡ mọi người thôi. Còn là sự như là có mình cũng không làm gì cả, không có mình cũng chả làm gì được cả, hiểu không? Đấy, nhưng mà em thì em không biết gì. Bây giờ chỉ hỏi chú Tùng, chú Tùng là mình, tức là mình được á thì mình cứ nhận, không được thì mình sẵn sàng đối chất là mình không được, thế thôi. Thấy nhá. Thế là sao cái câu chuyện bảo là Giao bảo là anh cầm con dao bảo là sao lại dọa cả mẹ Giao thứ như nào? Đây. Nó bảo thế thì chết rồi. Như nào? Do mẹ nó không được. Thế anh có được cho tiền ca? Không. Không, không, không. Không có cho. Giao bảo là cho 200 hay là 100 gì đấy đúng không? Không cho à? Không cho. Không có cái chuyện đấy. Bây giờ em bảo anh nhá. Cái chân đấy thì nó sẽ làm, nó sẽ nói. Ui. Anh Tùng nhá. Em bảo anh nhá. Tức là đối với anh á, có thể là anh em mình phải anh em mình cãi nhau. Cãi không, nhau. Không phải đến này. Giả sử như thế này này. À. Anh Tùng này. Tức là ở dưới đấy á, cãi nhau thì là một cái vấn đề. Khi mà họ đưa anh, nói anh trên cộng đồng mạng rồi á, thì lúc đấy mang cái con dao này đấy anh đấy. Ừ. Thế này nhưng mà thật sự luôn mang cái này. Ừ. Mang cái con dao ở đây. Thế mang con dao này đi chặt cây chuối nhưng mà nhiều thằng dao. Ừ. Đều cả cái này đi như này. Ừ. Đi nhưng mà đều cả cái này. Đi như này mà. Đi đến lên chỗ này. Xong đấy cái túi rồi đấy. Đều cả túi như này. Ờ, cái túi đấy là cho Ly đi. Đi mang đi khơi cái này. Ừ. Nhờ thằng Di khơi lên này một tí. Lên này xong đi rồi. À. Chặt cái chuối nhưng mà đến lúc này mình không đi rồi. Nhưng mà mình không đèo rồi. Chẳng không đèo rồi nhá. Ừ. Đèo hai cái này. Đèo cả cái saxophone, cái máy này. Bảo là cái túi này thủng nên là anh đưa cho Ly đi nhờ gì bên đấy khâu hộ đúng không? Cả cái sạc dự phòng này đi xài cái điện thoại này không lên pin. Ừ. Sạc không lên pin nhưng mà mình kéo cái dây điện kia xong là mình lấy thế cái tổ nó. Đây này, cái điện thoại đây này. Thế Ly bảo là Ly về là thấy anh với ca nằm một đôi đấy đúng không? Không, không phải thế. Cái đấy thì nó dạy cho Ly thôi. Ai dạy Ly? Mẹ của nó. Cái điện thoại này nó xà không đến đây. À. Kiểu này không đến. Pin thì mình người cái dùng dao như này. Đi bảo là chú Tùng ơi, thằng dao đi chợ rồi. Ừ. Chú nhá, chú điện ở nhà đây này, điện cho dao nhá, dao đi thì đi. Ừ. Đi thì ra đây mình đi. Mình cháu sẽ đưa chú đi. Ừ. Sẽ xà như kiểu này. Xà nghĩa là dao cũng khổ ở nhà. Mà là chỉ có nghe mẹ với này Ly kể về thôi đúng không? Đi kể về thôi. Mẹ với Ly nói. Mẹ nó chỉ cần nó đi chợ nhưng mà đi bảo là cố rồi. Ừ. Ngoài như thế, như nó nói thế đấy. Tí nữa là thả này nó phải tát như này. Thì là mình sẽ đang ngủ thì mình xong là mình sạc cái điện thoại của mình đã bỏ vào trong đây này rồi. Bỏ cả đến đây này vào đây rồi nhưng mà tí nữa không đơn, tí nữa không đơn như này. Mình sẽ đi kéo cái dây điện của thằng Giao lên bên này, mình thấy cái tổ của nó. Ừ. Thấy cái tổ của nó thì mình... Rồi, ok. Ra đây em bảo. Mình nó sợ xong thì... Tức là cái trường hợp này á, là họ... Mình khi... sẽ để cái này nói xong cho em... Anh ngồi đây nhá, em bảo này. Anh nghe ký này, anh nghe ký này. Tức là cái trường hợp này á, họ đưa anh lên trên cộng đồng mạng là sẽ... Là nếu như anh đúng thực sự được rồi thì mình sai. Mình sai đúng không? Thì mình nhận lỗi. Mình nhận lỗi là không có gì. Và nếu như mình không được á thì anh phải xử lý như thế nào? Anh có cần giải quyết dứt điểm không?
Bây giờ là anh phải giải quyết. Giải quyết dứt điểm. Sẽ dứt điểm luôn, nhưng mà sẽ nói cho giao mấy mẹ còn nó xem nào, nhưng mà có phải hay không, nhưng mà không, nó không quay được ảnh đi có mãi rồi, nên là gì đi thế mình có mù rồi, mình cũng đi xa xa cái tổ qua. Sao mình đến nó mình nói thế thì mình đi về. Em sẽ đi về đấy, nhưng mà để con dao ở đây thì mình cần cả con dao này về. Như trà cái chuối dưới kia thì mình không mang con dao thì nó bảo là dọa nó, cái đấy nó còn sai nhá. Bây giờ là mình sẽ không. Nếu như anh khẳng định là không được thì mình sẽ xuống ở dưới đó. Xuống luôn. Xuống ở dưới đấy để đấy. Mình nói chuyện rõ ràng. Em sẽ chưa đưa ra, em sẽ chưa giúp anh đưa ra pháp luận. Nhưng mà thật sự mà họ mà nhận sai có ai nào đó đứng đằng sau để dàn dược, dàn xếp ra cái chuyện này á, thì lúc đó thì mình sẽ, lúc đó thì mình sẽ nghĩ sao, mình sẽ xem là ai là người dàn dược ra. Còn tức là còn ý là nếu mà giả sử như mình được rồi á thì mình cứ nhận đi, còn không được thì mình sẽ, em sẽ giúp anh đòi lại cái công bằng, cái danh dự cho anh. Hay nhá. Nhưng mà anh đừng làm em thất vọng nha. Thật không? Thật rồi, nhưng mà không có đấy. Thật có hay không? Không có. Không có nha. Thật sự không có thật. Rồi, bây giờ là mình đi nhờ em ấy chở cả anh đi về bên đấy đã. Đi về bên đấy tí nữa xem nào. Như thế nào, xem là như thế nào đó nhá. Nên là, rồi, sắp xếp đi. Từ từ nói xong việc nói chuyển cho em nói đi cho em đã, nhưng em mà nói cái đi đấy, cái đấy thì mình bảo là không có, nhưng mà bảo ca thì ca là không có, nhưng mà tôi đang ở đấy nhá, để ở người cái giường của do á, ca của mình kéo mình như này về làm như này, đi như này cho mình cũng biết là thằng này nó không tỉnh táo thì cứ kệ thôi. Mình cũng không biết gì cả. Nhưng mà tức là ca thì vẫn có ham muốn, là cái đấy thì ai cũng biết rồi. Rồi, nhưng mà cái đấy thì mình nghĩ là rất tiếc rồi, cứ kệ thôi. Không muốn nói nó. Anh Sang thì anh Sang cứ bảo là đưa cho 200 thôi. Đưa cho anh 200 xong là hết trường. Không nói, được không được, nhưng mà cứ đưa 200. Bảo thế thì rồi, 200 này. Tôi cũng không cho, tôi không có cái gì cho. Thế nhưng mà sao kéo như nào? Sang bảo là cho 200. Nhưng mà tại sao lại cho 200? Cái việc đấy thì đưa cho nó 200 thì nó kể cả có như thế, có được ngủ với ca không? Không được ngủ với ca thì cứ để đấy thôi, không là phải đưa đáng chiều nữa. Nó bảo thế cho mình đấy. Không được ngủ thì làm gì mình làm chuyện, nhưng mà anh đã được chưa? Không được, không được, nhưng mà thế không được tại sao mình phải sợ cho 200? Không, mình không cho. Thằng Sang lại mình giả cho nó 200, nó nói thế thì giả cho nó phải điền bộ 200 nhìn cho nó. Thế có mình có làm gì đâu sao điền bộ? Đấy, mình không đường đằng cái gì, mình không điền bộ ấy, mình thôi, tôi về nhá. Nói thế thì tôi không có thì tôi về nhá. Tôi bảo thế thì mẹ của thằng Sang, đồ có đi à, chú tối nha, đồ có đi à, kéo kiểu này kéo mình thì kéo con dao của mình đi này, mình thôi, tôi về nó, không có việc đấy, tôi về, tôi bảo thế. Tao bảo thế tao về thì tao về nó còn chửi mình ăn lắm đấy, bảo là nhưng mà tức là như thế này, tức là lúc đấy là ca ngủ đấy đúng không? Không ngủ nữa. Nó ngủ dưới ngoài này, nhưng mà nó ngủ hơi nắng đấy, mình bảo này tao mình mấy thằng này ngủ dưới này không sợ bị uống à, tôi bảo thế, nhưng mà đi không có nhà thì mới ngủ ngoài này không chứ. Giả sử như nhiều trường hợp là tức là có thể là anh Tùng không để ý ca ngồi gần, ngồi gần vào, tức là mình chỉ không được làm cái gì cả, nhưng mà mình không để ý người khác ngồi gần vào mình cũng không biết đấy, không biết đấy, thì mình cũng chả sờ soạc gì, mình cũng chả, tức là chả chưa được ngủ, chưa được sờ gì đúng không? Chưa được thì mình sợ cái gì? Chưa được thì mình phải xuống để mình lấy lại công bằng cho mình, phải làm rõ cái việc này chứ, đúng không? Thế đi chưa? Đi. Đi. Thì là mang cái đấy đi chứ không mang cái này đi, nhưng mà chỗ ảnh đấy, nhưng mà cái đấy cái nó nào? Bảo là chỗ ảnh, nhưng mà nó bảo là mình lúc con dao, nhưng mà mình đi mình thôi. Nói ai, thế thì tao về. Ai chụp ảnh? Tôi bảo là chả biết nó có chỗ video không, tôi bảo là thôi tao về nhá, nói cái câu chuyện đấy thì tao không có thì tao về thôi. Tôi bảo thế thì nó đi kiểu này đi. Sáng nay anh không uống rượu đâu đúng không? Sáng nay không uống đâu. Kiểu ông kiểu này thì nó bảo là mình không con dao này đi dọa nó. Hôm nay không uống rượu hôm nay? Không uống. À không uống.
đúng là nhiều khi mà cái câu chuyện nó không biết là bây giờ mình cháu San cũng không hình dung là có phải thật hay không nữa. Không. Bây giờ là mình cũng không biết tin ai nữa các bác ạ. Không biết tin ai nữa. Bây giờ là phải xuống đây. Có gì anh ấy sao? Bây giờ là anh đang có việc một tí. À bây giờ thì cháu sẽ đi xuống ở dưới đó. Mình xem thử xem là họ sẽ trả lời như nào các bác nhé. Tức là đối với cháu thì mình không, mình chỉ đại diện mảnh thổ quân để giúp đỡ cho anh Tùng cũng như là hoàn cảnh của cậu cô và cả gia đình em Giao ngày trước cũng vậy thôi. Nhờ vệ sinh rồi là cái xe của em Giao ạ là cháu mua. Thì anh Tùng thì khẳng định là anh không được. Nên là cháu thì cháu rất là, bây giờ đến bây giờ mình bung lung lắm. Bây giờ mình cũng không biết là ai tin ai nữa. Mình không có dám khẳng định, đến thời điểm hiện tại không dám khẳng định ai đúng ai sai. Và anh Tùng sẵn sàng đi đổ chất thì mình sẽ cùng với anh Tùng đi xem thử xem là mình cũng sẽ giải thích cho hai gia đình á, nằm ở giữa ai sai, mình cũng không có bênh vực nha các bác nha. Như là cháu đã nói với anh Tùng đấy, nếu mà anh Tùng mà thực sự mà được sai á, cháu sẽ không có giúp đỡ bất kỳ một cái gì anh Tùng nữa. Tất cả những cái chi phí, những cái tiền của mẹ thường quân giúp đỡ, một là cháu sẽ chuyển cho hoàn cảnh khác, hai là cháu sẽ bàn giao lại về cho tất cả các mẹ thường quân. Và giờ mấy các bác mình sẽ đi đó xem thử xem như thế nào. Cháu thì đã đến dưới nhà cô rồi. Đây là ở cái căn nhà mà cháu San đã đại diện với mẹ thường quân làm cho cô ạ. Vì tại bây giờ cháu vẫn thấy khóa cửa nhưng mà nghe thấy cô đang ở trong nhà nói chuyện rất là nhiều ở bên đằng trong ạ. Thì cũng khá là lâu rồi cháu không có chia sẻ cho tất cả các bác. Nhưng mà hôm nay là mục đích của cháu thì cháu trên này cũng như là vừa xem thử nếu như anh Tùng thực sự có những cái chuyện đó thì mình sẽ không có giúp đỡ. Như vừa nãy cháu đã nói với các bác đấy, nếu mà không có thì mình cũng cần phải lấy lại danh dự cho anh Tùng. Không biết là anh Tùng đã xuống hay chưa, vừa nãy họ đi trước. Có một cái trường hợp cháu San dự đoán như thế này, tức là hôm đó như vừa nãy anh Tùng nói á, có khớp một chút với lại Ly á, thì là có một cái chỗ là anh Tùng nói là Ca kéo á, thì là có thể là anh Tùng làm cùng với Ca thì bị Ly bắt gạt luôn tại chỗ và chưa có làm cái gì cả ấy, chỉ có làm xuống thôi á. Nhưng mà như vậy thì mình không thể dùng cái từ khẳng định là đá làm nhục Ca mà phải nói là có ý địch. Đấy. Nên là trên cái gì đó thì cháu sẽ cũng sẽ trao đổi với cả Giao các thứ, mình sẽ giải quyết, nếu như đúng thì mình sẽ đúng và mình sẽ giúp đỡ cho cả hai bên, không đúng thì nếu như mà mình bên nào sai thì sẽ xin lỗi. Giả sử như là Giao nói sai thì Giao phải xin lỗi trực tiếp ở trên cộng đồng và cho mọi người, các bác chú anh chị đỡ hiểu lầm và lấy lại cái danh dự, chứ cháu không có chưa đưa ra pháp luật để làm gì cả các bác nhé. Nếu mà giả sử như anh Tùng thực sự không được nhưng mà cháu sẽ không đưa ra, bởi vì là đưa ra cũng nhiều cái chuyện phức tạp và chắc chắn là sẽ nhiều những cái chuyện mà mình khó có thể nói được các bác. Bây giờ không thấy ai và cháu sẽ xem là anh Tùng đã xuống hay chưa các bác nhé. Cô đang chửi một mình ở trong nhà. Cái căn bệnh thì không có một cái tiến triển gì cả các bác ạ. Cháu kiểm tra, chờ anh Tùng thì cháu kiểm tra một chút. Chỗ nhà cửa thời gian vừa rồi nhiều các bác có nói đến cái việc đào bể phốt ở bên ngoài này. Cháu lúc trước cháu không để ý, không biết là đào có sát với móng nhà của cháu hay không. Nhiều các bác, cái chỗ này đào bể phốt ở đây có, đào lại bể phốt đây có sợ là làm cái móng nhà của mình hỏng không nhỉ? Cái móng nhà ngày xưa là một dí đi tít ở trên này. Như này là nó sẽ vẫn là thực sự mà trúng móng nhà rồi. Móng nhà không biết là sau này cái căn nhà có bị nứt hay không nữa. Cái này thì cháu chưa có dám khẳng định là như thế nào. Cô thì đang
trong này chửi cái gì. Đấy. Các bạn nghe này. Ui, càng đấy. Trông chửi càng quá. Hello. Khỏe, khỏe không? Khỏe không? Ai mà khỏe mày chứ. Sao lại khỏe với tôi là sao? Chứ không khỏe mà. Không khỏe á? Ai mà khỏe với anh chứ. Sao lại khỏe với anh? Trời ơi. Nó có khỏe với anh nhá. Đừng khỏe anh đâu. Kêu con cho tôi khóa mở cửa. Mở cửa cái này cho anh. Tôi không mở được. Không mở được á? Tôi không biết sao rồi. Không mở được à? Cô được cô đỡ chưa? Chưa. Chưa. Ai yêu quý mới đỡ à? Thế thì toang rồi. Đang đợi anh Tùng một chút, anh Tùng đang đi xuống ở dưới này. Không biết là Giao có ở nhà không? Mày ngu thế! Sao mà ăn trộm nhiều mày ngu thế? Cô ơi! Cô! Mở cửa cho anh! Cửa cho anh kiểm tra nhà tí. Kiểm, bây giờ cầm giấy tờ đất được chưa? Chưa. Ra đây. Ra đây. What? Hả? Ra đây. Cho quần áo á. Cho quần áo này. Ừ. Cầm có 50... 50... 50... Không. Anh định nói chuyện với em một tí. Tức là em đi. Em cứ về đây đi. Anh chỉ nói với em. Tức là anh muốn nói chuyện với em thì anh không phải là bênh vực ai hay là giữa cái chuyện em với chú Tùng gia đình em nhá. Anh là người ở giữa, anh chỉ là đại diện mạnh thường quân để giúp đỡ, anh muốn tốt cho cả đôi bên, em hiểu không? Hôm qua là tức là anh cũng nghe các bác ạ nói em thấy thật là em có ra cái video mà nói là chú Tùng làm nhục chị Ga đúng không? Ừ. Cái đấy á thì tức là anh không phân xử ai đúng ai sai cả, bây giờ anh cũng chả đứng về ai cả. Nhưng mà ý là nếu mà chú Tùng có thật thì anh không bao giờ giúp chú nữa. Anh muốn tốt cho em là giả sử như nếu như em có sai thật nhưng mà anh nếu mà đưa vào quy định của về vấn đề pháp luật ấy thì là em sẽ bị trừng trị theo quy định của pháp luật, nhưng mà anh sẽ không có đưa về vấn đề pháp luật. Nhưng mà ý anh còn nói là cái việc đấy á thì có thật hay không, anh hỏi lại lần nữa là em có thật sự hay không. Có thật, cả đoàn kia mà lúc em chạy xuống gọi anh Châu cũng có hết, có thật luôn rồi. Ok. Rồi là sao chú Tùng bảo là không có? Sao không có? Sao lúc đấy chú Tùng lại vào phòng chị Ca hay là gì, kiểu mà chú là người hơi ngủ phòng cháu, bảo em gái cháu. Chú Tùng xin sao có thể nhận không, được? Không, sao là của em không, bây giờ là như thế này nè. Chú Tùng không nhận nhưng mà mình có đầy đủ chứng cứ thì đồng nghĩa là sẽ là có. Bây giờ là em đã nói thẳng với anh ấy là có thì mình nhận có, không thì nói là không. Bây giờ là anh cũng biết là tất cả những video là có không phải việc của Châu đi ra kia. Anh nói chuyện với Giao thôi. Đi. Okay, okay. Ừ. Không phải việc của em. Tức là anh ấy, anh muốn là em là cái gì đó thì mình làm cho đúng ấy. Em hiểu không? Cái gì đó là mình làm cho đúng. Anh muốn tốt cho cả đôi bên, là chú Tùng sai thì như anh đã nói với em đấy, là anh là người giúp đỡ thôi, anh sẽ không hỗ trợ nữa. Còn cái việc gọi là bọn em làm gì chú Tùng đấy là tùy bọn em, không có liên quan đến anh, hiểu không? Và cái quan trọng ở đây là chú Tùng thì nói là không được, bây giờ bọn em thì nói là được, thì nó sẽ mình phải dùng cái từ ngôn từ nó chính xác nhá. Chú Tùng có ý địch,
làm nhục chị ca, khác là chú Tùng làm nhục chị ca. Hai từ này khác nhau nhé. Ý địch nghĩa là chỉ có ý địch thôi, chưa được làm cái gì. Còn đã được làm cái gì đó rồi thì là mình đã khẳng định trên video là làm rồi, cho tiền chị ca rồi, là đã được rồi. Nhưng mà cho tiền chị ca đấy, lúc đấy chú Tùng cũng cho, nhưng mà chị ca bảo là chị ca không lấy. À, lúc đấy buổi sáng thì chú Tùng cũng hỏi cho em là em có ở nhà không, em bảo em có ở nhà, nhưng mà một xe em cái đi trên huyện đi ở một xe thì em mới đang sửa trên đấy dưới trung tâm xá. Nhưng mà bây giờ là ý là đã được hay là có ý địch thôi? Thì chắc việc đấy em cũng không biết, nhưng mà phải hỏi lại chị ca rõ ràng. Đấy em, chị ca ở nhà không? Chị ca cũng bảo được rồi. Em cứ đưa chị ca xuống đây mình nói chuyện đây, được thì anh sẽ không có hỗ trợ cái gì cho chú Tùng nữa. Nếu bây giờ thì nếu bây giờ bố mẹ em cũng không nhà, nếu anh muốn gọi chị ca xuống nói chuyện với chú Tùng và anh thì phải đưa bố mẹ em về. Bố mẹ về, nhưng mà cái quan trọng là bố mẹ về, nhưng mà anh là anh muốn hỏi ca một chút thôi, chứ không phải là anh là anh muốn xác minh là nếu không có thì là lấy lại danh dự cho chú Tùng, còn có thì anh không có giúp đỡ chú Tùng nữa thôi, chứ còn cái việc khác anh không quan tâm, hiểu không? Cái việc bọn em có làm gì chú Tùng hay là chú Tùng có mâu thuẫn với bọn em hay không anh không quan tâm. Anh muốn nói chuyện thì bây giờ phải đợi em gái lên đi học về đã. Ok, em gái là mấy giờ về? Chắc là 12 giờ đấy về. Đấy, còn là những cái việc khác ấy, anh khẳng định là trên video là cái gì đó em tự làm đi, chứ đừng có dựa vào những cái người khác giúp em làm các thứ thì nó sẽ không hay. Ngày xưa anh biết là em làm là em cũng tiêu đề các thứ, rồi là cái những cái bình luận các thứ là không phải do em viết đâu, em là sẽ có người giúp em. Dần lúc trước bây giờ kênh của em thì em có quyền thì em có không, ý là anh muốn chỉ cho em là em tự làm để sau này em tốt cho em thôi, chứ không phải là bây giờ em cứ nghĩ xấu về anh ấy nhỉ. Anh đã giúp đỡ cho em, không có anh không có em, anh không có mong em là biết ơn anh làm cái gì cả, nhưng mà ý là anh là anh muốn là em đừng có nói gì xấu sau lưng anh là được rồi, em hiểu không? Anh, người ta hay nói từ lớp 1 người ta nói rồi, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Nhưng mà bây giờ anh không bắt em là uống nước nhớ nguồn làm cái gì cả, anh cũng chả cần em biết ơn anh làm gì, nhưng mà anh á, đại diện Mạnh Thường Quân, anh chỉ muốn tốt cho em, tốt cho tất cả thôi. Nếu như cái trường hợp á em mà không nghe, giả sử như là mình nói là chú Tùng có rồi và có ý địch thì nó hoàn toàn khác nhau. Mình đã nói có đưa lên cộng đồng rồi là vấn đề pháp luật, là pháp lý là em sai hoàn toàn rồi. Đấy. Nhưng mà lúc đấy ấy, nếu chú không được sao chú lại chạy về bảo anh em chú xuống, chú lại không xuống. Em đã cho chị ca đi khám rồi, lúc đấy là bác sĩ nghỉ. Thế thôi. Là chị của mình sao em không tích được. Không, ý là tức, ý là cái này là việc của em với chú Tùng. Không phải, không phải là của riêng em cả. Cứ ý gia đình với em với chú Tùng chứ không phải liên quan đến anh. Nhưng mà ý của anh là anh muốn là em hiểu cho anh là cái vấn đề đó thôi, hiểu không? Anh không bênh chú Tùng, anh cũng chả bênh ai cả. Đấy, hai việc anh làm á là con người của chú Tùng thì em càng hiểu rõ hơn anh cả, kiểu mà lúc kia em học. Em hiểu rõ đấy, hay không hiểu rõ đấy là việc của em, còn việc của anh á, đấy anh đã nói với em rồi đấy, việc của anh á là một là làm rõ, nếu có thì anh sẽ không giúp, nếu mà không thì là lấy lại danh dự cho chú Tùng mà thôi, thế thôi. Chứ em không phải là đến đây để mà cãi nhau với em hay là như thế nào cả, em hiểu không? Thế thôi nhá, tí nữa đợi Ly về rồi là mình xem như thế nào thôi. Em bảo thế này, kiểu mà lúc đấy chú Tùng đưa tới cho em cái ban đi gì khâu kia nhá, lúc đấy sao chú Tùng lại về phòng của chị ca ra hai lần đúng không, kiểu mà ra một lần thì em không nói, nhưng mà thật sự ra hai lần. Đấy, chú Tùng bảo là chú Tùng đi lấy dây xà đây. Thế chú Tùng giải thích đi, giải thích cho em hiểu cái đấy đi. Đúng rồi, nhưng mà cái đấy thì mình xả cái điện thoại nó không... Xả cái điện thoại xả trên giường em sao lại vào phòng chị ca đúng không? Không, nhưng mà sao cái tổ của cháu qua đây này, nhưng mà thằng chị ca ở đây. Ồ, đã trong phòng em, trong giường em rồi. Chú cái đấy là xả cái xà dự phòng chứ. Sao xin phòng chú sao không ạ? Sao xin phòng của anh của chú này, xong là không có, nhưng mà cái đi... Nhưng mà dây đã ở sáng trên giường, chú vào phòng chị ca làm gì? Thì là mình đi kéo cái dây điện. Đi kéo cái dây điện, thấy cái tỏ đi, sao cái đấy... Không, bây giờ anh bảo này,
sao lúc đấy chú lại không ở đấy nói chuyện xong mới về rồi phải anh trai mày em trai chú xuống chú lại không đấy quay trong video biết quay video nhưng bảo là mình mang kẻ sao dọa cả miệng bố à bố đó lúc đấy mẹ ra cho đấy thì có cả trong video như thế rồi nhưng mà cái đấy thì chú đang gọi điện cho cháu là bảo là trở đi chạy cái chú ở dưới kia nhưng mà cháu tôi trở lên bảo thế thì cứ xuống đây xuống thì là đi trả mới còn cả ra đi chứ thế thì chú sai là hòa nhưng mà chú lúc chú cãi nhau với mẹ cháu ấy chú về kia chú còn thế không còn ra ra tưởng cháu không thấy à thế nhưng rút ra đâu chú có dám nói không cả làm thấy chứ cả làm nhà chú như thế anh chú có dám nói với cháu không à, ai chụp ảnh thì cứ dám nói thế thì nói đi mà cả cái ân lúc đi xuống dưới này còn có cả bằng chứng hết thôi ta bảo ta về đó nhá cái chuồng đấy nó không có ta về ta bảo thế thôi chú gì lúc đấy chú không sợ không phải là chú thì chú phải ở đấy đợi em trai và anh chạy xuống giải thích bây giờ chú mới nói thế là sao được không trời đến đến lúc đấy bây giờ như thế này lúc đấy cháu đang gọi lúc đấy em đang gọi cho anh trai của chú Tùng nhưng mà chú Tùng lại về rồi em trai đã bảo là không có việc gì cái đấy thì con bây giờ như thế này này như mày thì mày cứ đi xài lại như kiểu này thì có cái gì tốt thì mày cứ đi xài đấy thì thôi nhưng mà mày cứ không bây giờ em bảo này hai anh em á mình là chú cháu với nhau thôi cái gì ấy thì nếu như cháu mình sai thông cảm thôi không cháu lúc đấy cháu đánh rồi ấy cháu thông cảm nhưng mà bây giờ như thế này này anh là người ở giữa thì anh chỉ nói với bọn em như thế này này kiểu mà lúc đấy là chú là người mù cháu mới không đánh rồi kiểu người không mù cháu đánh luôn rồi thì bao giờ mình mắt mù thì lấy đi mắt mù thì thiết lấy thế nào lấy đi con người của chú cháu thì hiểu hết rồi mới làm được thế nhỉ bây giờ như thế này này cũng là người ta thì nó cũng chuẩn đấy thôi không cái nữa anh bảo với em này là như thế này tí nữa về anh sẽ là giúp bọn em là thứ nhất là đính chính lại là có hay không hay là có ý địch nhá mới lúc đấy thì mình sẽ nghĩ là Hiếu Tùng có ý địch là hoặc là có rồi đấy hai cái chuyện đấy hoàn toàn khác nhau sau đó là mình sẽ đính chính lại trên cộng đồng đấy chú Tùng thì khẳng định là thật sự không có đấy cho nên là anh em với nhau thì cái gì mình giải quyết ấy thôi chứ còn nếu mà mình đã khẳng định là có rồi mà bên này không có thật thì và pháp lý thì mình là vu khống và tội vu khống người khác kiểu mà lúc đấy chú Tùng không vào phòng chị ca lúc đấy dù là có vào đi nữa vào nhưng mà đấy đúng rồi em là người ngoài nhưng mà anh giải thích cho em hiểu này có ý địch khác là đã có hiểu không có ý là được làm mẹ rồi á nghĩa là có ý địch xâm hại khác là có xâm hại hoàn toàn khác nhau ấy em phải hiểu nha không phải là em đứng ra để em chỉ cho Giao rồi làm sai pháp luật nha cái này em phải cẩn thận nha có gì đâu mà sai cái gì cái đấy rõ ràng là chú Tùng đang ở trong đấy và mọi người chứng kiến mọi người kể lại nhưng mà mỗi người một cái lời nói khác nhau em hiểu không qua lời nói qua gió nó sẽ có thể là không chính xác chẳng hạn đấy cho nên là em không phải là đứng ra đằng sau để em chỉ rồi là cuối cùng chẳng lẽ ông ấy gọi là chú Tùng chả có làm gì cả mà bọn em tự bịa ra không phải bịa ra hay như này chú ý là không vào trong đấy, chú Tùng không làm ý là gì. Chú Tùng có vào đấy không? Chẳng hạn nhưng mà cũng không làm gì chẳng hạn hiểu không đấy chú Tùng là thấy cái gì đẹp là chú hay sờ vào đấy tự nhiên chú Tùng gọi chị ca vào làm gì nhỉ ý là ý của chú ấy chú giải là ở ngoài nóng quá nên là bảo là đi vào ngủ nhưng mà là đấy ngoài thì cũng nhà sao mà ngủ phải nắng là cái gì tôi bảo thế nhưng mà sai rồi cô về nhà chẳng biết là nắng gọi người ta vào giường ngủ cơ thôi rồi em về việc của em đi không có liên quan đến việc của em tôi có cái nhà với chú Tùng chú không làm đây đâu nhưng mà kể cả là chú được rồi ấy, thì anh không giúp chú đâu hiểu không Ly ơi tí nữa em bảo cả ca xuống đây chú Hào bảo cháu cùng chú Tùng xuống hắn này cháu với xuống cùng là cháu cũng rất là thương biết rồi cái đấy thì không cần kể lại nữa nhưng mà là ý là cái việc của đấy á có thì mình khi mà hai anh em nói chuyện với nhau á là không nên đưa lên cộng đồng là mình khẳng định
Nếu mà từ khẳng định rồi. Nhưng mà chú Tùng nói chuyện tốt lại ấy, kiểu mà lúc vừa nói đấy, chú Tùng phải ở lại và sáng mai ngày kia chú phải xuống qua Tết chú với xuống nhà cháu Đồng như chưa? Lúc đấy thì em phải nói với nói trên cộng đồng là như này. Chú Tùng có ý định xâm hại chị Ca. Em hiểu không? Có ý định. Và có ý định và qua mấy lần bảo chú Tùng lên xuống giải quyết nhưng chú không có xuống. Đấy. Anh là anh muốn tốt cho bọn em chứ không là em là nếu mà không thật là em vi phạm pháp luật thật đấy. Em trai thì không ở nhà chứ cứ ngoài tiết đi, tôi về thì tiết tôi chưa chào. Tôi thì có điền luôn cho trực tiếp cho số của chú chứ. Không phải đùa đâu. Có à? Mình không trực tiếp thì bao giờ cộng đồng mạng không phải là để mình muốn đăng cái gì là đăng đâu em nhé. Em nên nhớ những cái đấy nè, chỉ cho em. Cái đấy thì hại nhà chị. Cái đấy là không có nhưng mà cái bảo là có phải chuyện tốt không? Hay chuyện xấu? Cứ là ra chị Ca mới chuyện xấu mình mới nói ấy. Chuyện xấu mình mới nói nhưng mà ý của anh là muốn bọn em là đừng có vi phạm pháp luật thôi, em không chỉ hiểu thôi. Cứ khang khang cứ như kiểu mình là kẻ xấu ấy. Cô ở bà nhà kẻ xấu bắt vào thua. Nói thế cho tao thì tao không bây giờ như thế này này. Giả sử như hôm đấy là hôm tao đi xuống gọi có ăn nhưng mà mày chở tao về làm cái gì? Tao gọi đi xuống luôn, gọi có ăn về làm việc luôn luôn. Bây giờ anh em không giải quyết được ấy, thì nhờ chồng bà không giải quyết được nhờ xã. Nếu mà giả sử như anh nói mà phương diện là ở giữa mà không được thì kiêm bảo con ăn lên luôn á, lúc đấy. Mẹ ăn chung nhiều lên rồi đánh chứ mày. Thế chú vào một lần tiếp vào hai lần là gì? Tôi vào, tôi chỉ sang lên một cái tỏ một lần. Không. Cái việc mà vào phòng thôi thì em... Đi vào phòng đi lên ông đấy. Đấy, nhưng mà chú vẫn đi vào khoa. Tự dưng anh em... Bác kia cái gì? Bác kia mặt sân vào phòng chị Ca à? Thế mà muốn lãnh tao hả? Lãnh đi này! Dân hại, chú hại ra thì cháu bỏ quá nhiều lần nhá. Kiểu mà lúc trước chú cũng vào rửa mẹ cháu, lúc đấy chú ra xa rượu, bố cháu đã bỏ quá, nói gì nữa? Em trai bình thường nhưng mà... Anh ơi, nói... Chú này chạy ra phòng cháu. Ly, anh nói chuyện một tí này. Tức là ý chú là đến đây là không phải là chỉ cho cãi nhau hay làm gì cả chú. Về đây chú ạ. Chú muốn là để cho kể cả như là em anh Giao á làm là không bị vi phạm pháp luật, em hiểu không? Bây giờ là như thế này, hôm đấy là em thấy như nào? Cháu thấy như nào? Cháu nói đi. Ra đây. Không, những cái khác em không kể nữa là thấy chú Tùng như nào? Gì cũng thấy đúng không? Cháu thế. Rồi từ từ đấy. Cô đi về đi. Ca. Hôm đấy là Ca có được làm cái gì không? Không được làm cái gì, từ từ đã. Chú Tùng có làm cái gì cao? Không làm đúng không? Không làm đúng không? À, thế chú Tùng vào đấy ngủ à? Ngủ thôi không làm gì à? À, lúc đấy Khang ngủ đấy không? Giống như y như là cháu nói mà. Đấy, bây giờ là anh hiểu ra vấn đề rồi. Giao nha. Kiểu mà giờ chị hiểu ra vấn đề. Bảo là đưa 200 cho chị Ca nhưng mà chị Ca không lấy. Thế sao chú Tùng lại bảo là bố đòi 200? Nhưng mà chú làm nhục thì chú phải làm chuyện đấy xong thì chú cũng hoàn toàn sai, cũng phải qua anh em xuống nói chuyện. Không, bây giờ như thế này nha. Cái chuyện này á là nếu như là thực sự vào đấy ngủ ai cũng thấy rồi thì là lúc đấy thì là không phải mình em cái đâu cả gì nhá. Là có ý định nhá. Đấy là mình cứ kết luận là có ý định đi. Nhưng mà chưa được làm gì. Nhưng mà mình đã khẳng lúc định đấy, là lúc đấy từ... em không nhá, không biết chú được làm gì không được. Nhưng mà chú vào đấy cũng là có ý định hay sân hải đấy. Bây giờ chú phải có một câu xin lỗi đúng không? Bây giờ là cái xin lỗi á là chú lại không khẳng định là chú không xin lỗi hay không, anh không biết. Nhưng mà ý là thứ nhất là chú nếu mà chú mà có ý định thì chú sẽ xin lỗi nha anh Tùng nha. Nếu hôm đấy mà mình có ý định thì mình xin lỗi nhà. Nếu mà mình không có ý định thì cái đấy là do anh,
do anh không có ý địch. Còn giao là giao đang sai cái này này. Giao lên cộng đồng khẳng định. Khẳng định, cái từ khẳng định là đã xâm hại. Là em sai cái này. Thế thế chú Tùng vào phòng của chị Cao không phải xâm hại à anh? Nhưng mà đã được xâm hại chưa? Như có lúc rồi chuẩn bị cao giờ đấy làm chị Cao nhưng mà em cái về kịp thôi đấy. Đúng rồi nhưng mà đã được chưa? Nhưng đấy chú Tùng còn không sai anh. Chú Tùng cũng sai, nhưng mà em cũng sai. Em sai là ở chỗ là em đã đưa lên cộng đồng là em quá sai. Nhưng mà chú về lâu đó. Chú đâu, chú về nhưng mà chú không nói lên cộng đồng. Em đưa cộng đồng là em đã sai về pháp luật. Em cũng biết không? Nhưng mà chú làm nhục gia đình cháu phải có trách nhiệm. Ừ. Cháu là đã... con trai lớn trong nhà, cháu phải có trách nhiệm bảo vệ gia đình. Còn chưa được làm mà em mới bảo làm nhục thì như nào? Như sau này có bảo, nếu có bảo sao? Thì bây giờ là đưa ca đi khám xem là đã được chưa? Nếu có bảo thì chú có trách nhiệm. Thì đương nhiên là phải trách nhiệm rồi. Đấy anh giải thích cho em như vậy thôi. Anh giải thích như vậy thôi. Còn em không chịu hiểu thì hai anh em dắt nhau đi xuống công an. Anh cũng sẽ nói và em chắc chắn là nếu mà chú Tùng mà không được thì em chắc chắn là em sẽ vi phạm pháp luật nếu mà ra công an. Ok. Và bây giờ bố mẹ em cũng ở nhà. Nếu mà anh muốn ra công an hay nhà may. Anh không phải anh muốn mà bây giờ là chú Tùng em nói chuyện với chú. Đấy anh giải thích như thế thôi. Đủ em hiểu hay không hiểu là tùy em nhé. Bố mẹ đi đâu? Hôm đấy là chú Tùng vào đấy ngủ à? Hôm đấy chú Tùng vào đấy ngủ không? Chú Tùng có ngủ không? Có. Ngủ ve mà. À. Nhưng mà có làm gì không? Không. Có dùng pì không? Cô chị bò. Cái này là uchi mà cái thằng này. Khi là phụ trang này. Như thế nào? Có được không? Có được không? Hả? Thế nè. Thôi chú Tùng không tức nữa. Đây. Không tức nữa. Từ. Nếu mà muốn đưa ra thì phải đi vào khám bác sĩ là sẽ biết. Nếu mà thực sự mà làm ấy. Nhá. Em nhá. Nếu bây giờ nhá. Hoàn toàn câu chuyện này thì phải đi bố mẹ về kiểu mà em cũng không cũng là một con lớn trong nhà cũng phải là chủ cô gia đình chính cũng phải đưa bố mẹ về. Nhưng mà ý của anh là em chỉ giải thích cho em hiểu và chú Tùng thôi chứ anh không có liên quan đến việc này em hiểu không? Dạ. Ừ. Đấy anh chỉ giải thích cho em là nếu như thực sự mà giả sử như mà cái trường hợp mà giải thích đúng hay không đúng là mình khi mà em đáng lẽ là những cái câu chuyện là em giải quyết dứt điểm sau em mới đưa lên cộng đồng. Nhưng mà đưa lên cộng đồng trước á, sợ là anh chỉ lo lắng là em sẽ vi phạm pháp luật, em hiểu không? Đấy, anh chỉ thương cho bọn em, mặc dù là anh không có biết là những câu chuyện như thế nào. Anh là người giúp đỡ, anh cũng rất là thương mọi người thôi. Đấy, anh chỉ giải thích như vậy, anh không có bênh vực ai. Chị Cao là người không tỉnh táo, ừ, đúng rồi. Cao sơ đúng, cao sai. Nhưng mà chị Cao... Thế, như, tại vì như thế anh mới không không có dám tin đấy. Đấy, hiểu không? Bố mẹ em cùng nhà, nếu anh muốn nói chuyện và muốn chú Tùng giải hòa thì đưa bố mẹ em về. Đấy. Thế ngày hôm nay thì cháu cũng xin kết thúc video này tại đây thưa các bác nhé. Cái câu chuyện này thì cháu từ từ cháu sẽ xem là như thế nào, cháu sẽ chia sẻ cho tất cả các bác sau. Cũng mong các bác của chú anh chị sẽ đừng comment những cái tiêu cực, mà cái quan trọng nhất của cháu là đứng ở giữa, bởi vì là cháu cũng đã giúp đỡ anh Tùng, giúp đỡ cô và như em giao á, các bác cũng biết rồi. Nhưng ngày trước là nếu như không cháu không có chỉ cho em ấy quay video thì em cũng chả biết là quay như thế nào, cũng chả biết là quay video để làm gì cả. Đấy, tại vì cháu cũng thấy là trước đấy em ấy không có gì làm. Và các bác cũng đừng comment những cái tiêu cực làm gì. Mình sẽ nhìn vào những cái điều tích cực trong cái cuộc sống. Cũng năm mới rồi, cháu không có muốn là nói những cái gì đó mà không hay với nhau trên cộng đồng làm gì các bác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác của chú anh chị.